Chào mọi người, mình là chơi gà game này ha. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi multiplayer trong Terraria ha. Nếu mà bạn nào còn muốn chơi chung thì các bạn có thể xem video này để biết cách chơi chung trong tựa game Terraria ha. Thì cái phiên bản crack thì nó khá là khó chơi chung mọi người. Thì bạn mua thì nó khá là dễ chơi ha. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà muốn chơi chung ha. Cái thì có thể đơn giản, chứ các bạn chỉ cần lên CH Play và tải ngay cho mình cái là các bạn. VPN easy ha các bạn. Đấy, các bạn tải cho mình cái VPN easy. Ok, chạy rất là nhanh thôi, chỉ cần bấm một cái là nó tải liền thôi các bạn. Đậu xanh nhận xét gì cũng đéo biết kể đi. Các bạn đừng quan tâm đến comment. Ok, tải về thôi các bạn. Đấy, hiện chỉ có 8.37 MB thôi các bạn. Bấm tải cái là nó đầy 100% luôn các bạn ơi, nó khá là nhanh luôn ha. Ok, thì tải này về xong mình đang cài đặt các bạn. Bạn để xíu ha. Ok, tải về xong mình sẽ mở nó ra ha các bạn. Nhìn thấy khá là giống cái biểu tượng của mạng các bạn ơi, biểu tượng wifi các bạn. Cái thì vô cái ứng dụng này sau thì các bạn thấy cái giao diện nó là như thế này ha. Ok, các bạn bấm qua cái chữ, bạn thấy cái màu xám xám cái chữ auto đó, các bạn bấm vô chữ auto đó, nó sẽ hiện cái, tất cả cái app lên cho các bạn, trong đó có tựa game Terraria ha, có Alpha 8 là BWG tùm lum cái kiểu các bạn. Ok, mình chỉ cần chơi chung Terraria nên mình sẽ tích cái kiếm ngay từ Retina và tiết ngay cái dấu tiết vô câu vuông cái bên đó các bạn. Ok, nó khá là nhiều cái sàm kiếm Terraria ngoài đéo thấy các bạn. Có BWG giờ các bạn thấy có BWG nó phải nồi hiện trước tùm lum luôn các bạn ơi, nhìn nó lộn xộn phải nồi. Mình nãy giờ mình lướt chưa thấy Terraria thấy rồi đó các bạn. Ok, tích cái dấu tích vô câu vuông ha. Ok, quay lại các bạn ơi, nếu các bạn thấy nó đã Terraria đã xuất hiện ở giao diện ở dưới ha. Ok, chúng ta tiếp tục bấm vào connect các bạn kết nối ha. Ok, thì nó sẽ hiện ra những server location các bạn ơi. Ok, thì các bạn chỉ cần kiếm server thôi. Ok, mình em bấm vô server Việt Nam. Cái thì mình nghĩ là Việt Nam cũng ít ai biết mình trò Terraria, các bạn nghĩ là còn nếu biết mà chơi tới máy tính hoặc chứ ít ai chơi tới mobile các bạn ơi, mình nghĩ là chắc không có server đâu ha. Mình thì mình chỉ các bạn tới đây thôi ha. Nếu có server thì các bạn có thể tạo server chơi chung được bạn ơi. Ok, thì mình đã kết nối cái server xong rồi ha. Đó các bạn thấy đang connecting rồi, đang kết nối đó các bạn. Ok, loading quảng cáo lên các bạn. Ok, tắt quảng cáo các bạn ơi. Đấy các bạn thấy đang connecting đó. Nó lâu phải nồi các bạn. Ok, đang connecting các bạn. Ok, hiện bạn chỉ cần out khó cái tab này thôi ha. Mình chỉ cần vô Terraria và thưởng thức thôi các bạn ơi. Mình thì mình nghĩ là server Việt Nam chắc ít ai mà có chơi Terraria Mobile lắm các bạn. Nghĩ là vậy ha. Thì mình vô thử coi có server Việt Nam không, để mình vô mình chơi chung ha. Cái thì nó rất là đơn giản, chỉ cần tải nó về và chọn server add cái đó vô, chọn server Việt Nam là vô chơi các bạn, rất là dễ luôn ha. Mình vô mình coi có server Việt Nam mình chơi ké các bạn. Chơi multi ở trong Terraria thì nó khá là đông vui luôn các bạn, vui lắm. Ok, đang vô các bạn ơi, nó lâu phải nồi luôn các bạn. Nhanh lên đi anh ơi. Quá. Mình vô nè, đậu xanh xanh nhỏ xíu vậy. Kệ đi các bạn. Ok, bấm vô chọn nhân vật cái kiểu ha, chắc là bấm lộn các bạn. Bấm lại chọn lại. Ok. Join game nè các bạn, thì đéo có thiệt các bạn ơi, xui thiệt. Chắc có server Việt Nam ai tạo các bạn, thì các bạn hãy đổi qua server khác để chơi chung với người nước ngoài ha, nó khá là lắc luôn mà kệ đi các bạn. Thì đéo có server hiện nay các bạn ơi, hơi bay nọn xíu. Ok, mình sẽ tự lại sau các bạn ơi. Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel chơi gà game của mình ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Terraria các bạn ơi. Cái thì tiếp tục tập 2 các bạn, thì nhắc lại tập trước khi mình thì tập trước thì mình cũng đã làm như mình cái hút các bạn, cái đồ leo rồi nè. Nhưng mình cũng xuống cái kìm tựa háp, lượm được cái đồ bộ đồ pharaoh với cái hãm bay đó các bạn, cũng không có gì hot. Thì tập 1 đào được xíu đồ các bạn ơi, đậu xanh mấy con slime mới vô nó nhợn như mình này. Nhây thì chứ, nhây này, đậu xanh mấy slime này mình nghĩ là mình không nên tốn thời gian mấy slime này ha các bạn. Đậu xanh mà chết lẹ giùm tao cái, trời ơi. Ok, nếu các bạn thấy tập hôm nay tiếp tục là mình nghĩ mình sẽ đi vòng vòng trên mặt đất, mình phiêu đi phiêu lưu rồi mình sẽ xuống hang mình đào tiếp các bạn ơi, chứ đồ nghèo quá mình chưa có giáp gì cả. Đi là hồi ăn hành sắp mặt, tại tối là zombie cho ăn hành sắp mặt nữa. Kệ đấy các bạn, mốt mình sẽ gồ lên mình sẽ báo thù lại các bạn ơi, mình sẽ có đồ xịn lại báo thù mấy zombie. Mốt mình có đồ xịn là mấy zombie nó tủ liền luôn các bạn, nó đánh không thấm luôn á. Ok, khá là khó di chuyển luôn, cái đậu xanh có cái hãm bay khá là khó di chuyển các bạn ơi. Cái thì các bạn, nếu các bạn đang nghe thì cái âm thanh này thì các bạn đang nghe chính là cái âm thanh ở trong game luôn đó các bạn. Mình thì mình ghép vô thôi chứ không phải âm thanh trong game thiệt các bạn ơi. Âm thanh này thì các bạn đang ở chung mình thì nó sẽ hiện âm thanh ha. Thì các bạn xuống hang sẽ âm thanh khác, rồi khi các bạn qua sa mạc sẽ âm thanh khác, hay là khi các bạn qua khu Crimson sẽ âm thanh khác ha. Qua rừng âm thanh khác các bạn ơi.
Cái mình chỉ tượng trưng cho bạn nghe một cam hành ở gần thường ha. Đậu xanh nó rất là nhiều hành hay luôn các bạn. Nghe nó rất là yên bình và đơn giản luôn ha. Đậu xanh con này con gì mình cũng quên tên nữa rồi các bạn, kệ đi. Như là con gì ta, kệ đi các bạn, quên rồi ngu rồi. Tuy nhiên thì mình hiểu năng các bạn. Ôi, có cái gương này nè. À đồ. Ôi. British Alex các bạn, dây tiền tùm lum tầng rồi. Nhiều loại thuốc quá vậy. Kìm có hai cái luôn vậy. Tờ heo, một cái thôi sư huynh. Này cộng 2 stand physical chain gì đó cũng đéo biết tiếng Anh luôn. Ô này cộng 1 movie speed nè. Từ từ kể đấy các bạn. Cũng không quan tâm lắm ha. Cái đó thì mốt mình có thể nâng cấp đôi dài lên đó các bạn. Đôi dài thành đôi dài gì mình quên rồi. Kể đi. Hơi ngu, hơi bị não quá vàng xíu các bạn. Kể đi. Này xuống hang nè, có gì ở đây không cái ha. Alo, có gì không anh ơi. Thì nếu em thấy cái game này nó khá đơn giản luôn. Và cái game này nó chuyên gia dành cho những thanh niên mà nhạt các bạn. Những cái niên nào mà nhạt mà chơi game này là sẽ nhạt hơn chứ không có được mặn hơn đâu các bạn. À đồ. Ây da. Godzilla này có gì nè các bạn. Ồ nó có giết. Ồ được couple call 75 luôn nè. Giết con slam này được couple call luôn các bạn ơi. Đậu xanh mình slam đi ra coi. Ngay chứ nhiều slam ghê luôn các bạn. Muốn mà làm ngay cái chỗ farm slam mình giết hết con đĩa ngựa này các bạn. Đậu xanh nó ghê chứ nguy hiểm. Ồ cái nền ấy gì xuống cả đống Saphire ở đây. Có thêm đống bạc ở đây nữa ngon cái gì. Đào luôn anh ơi, nhạy gì mà không đào. Cá vàng đang bơi tung tăng bể nước kìa. Ngồi lên lặn xuống rồi cá vàng lên chảo luôn đó các bạn. Ok, em nghĩ là tập này mình cứ tập trung mà đi đào hay ha. Đậu xanh đào là cái thời gian mà chán nhất. Những thanh niên mà nhạt á, đào á, đi đào xíu còn nhạt hơn nữa, tăng thêm cái độ nhạt đó các bạn. Nhạt nhẽo vãi liền. Thì trời ơi giờ hồi ơi chuyên nghiệp vãi liền các bạn, vừa leo vừa đào luôn. Ok, có ba cái quẹt phát sáng à, chọi cho nó sáng với các bạn, cho bạn dễ nhìn hơn ha. Chứ tôi hù khó nhìn lắm các bạn ơi. Đấy, chọi ra, phải gọi là rất là sáng sủa luôn các bạn. Ok, giờ xuống đây đào thêm miếng Saphire nè các bạn. Saphire các bạn ơi. Ok, đào thôi nè. Cái này thì có thể làm trượng hay là làm cái đồ hút giống mình. Mình đang xài cái đồ hút Saphire đó các bạn. Hoặc là hay làm kiếm ha. Kiếm thì nó cần Saphire với 20 thanh thiên hạch các bạn. Thiên hạch đó thì sau khi giết cái con não xong á, con đó nghĩ là boss thứ ba đó các bạn. Giết nó xong thì nó sẽ thiên hạch sẽ bắt đầu rơi xuống ha. Ok thì cũng không lâu nó sẽ rơi xuống thôi các bạn ơi. Rơi xuống mình hãy đào cái đó đi chế nha một bộ giáp. Bộ giáp đó thì bộ giáp giáp phép ha các bạn. Có thể chế một cái súng luôn, súng nó súng phép luôn các bạn, xài phép luôn ha. Khá là mạnh luôn đó các bạn. Mà từ từ đi, còn xa lắm. Chưa giết được con boss slam nữa mà. Con kinh slam còn chưa giết nữa nên nói chi tới con boss đó luôn rồi. Kệ đi các bạn ơi. Tiếp tục đào thôi nào. Hơi nhảm rồi đó. Ok thì cứ giản dị đơn giản mà đào thôi các bạn. Mà đậu xanh đào cũng yên với con slam kìa, các bạn thấy nó nhảy tưng bên kia kìa. Đây nhảy đang bơi rất là nhộn nhịp luôn. Tồ nhiều như vậy. Các bạn thấy đào đã lâu còn cả đống, nhìn phải đào các bạn ơi chứ không đào nữa hơi tiếc. Trời ơi mới vô chưa có đồ hay tên á. Đậu xanh phải đào thôi chứ biết sao giờ các bạn ơi. Một đống silver, một đống lít bên đây nữa, hai đống lít luôn chứ đéo đồ luôn. Trời ơi thì cái game này phải gọi là rất là nhạt các bạn ơi. Không sao, từ từ đi sẽ hấp rất là hấp dẫn các bạn. Mới vô tập đầu, mới tập đầu thôi chứ mấy tập sau các bạn xem đi. Nó rất là đặc sắc luôn. Như sao good life to sell tổ đao các bạn ơi. Cái đó mình biết nghĩa nó rồi các bạn. Con nhỏ Nisa nó muốn định cư cho bạn ơi. Cái đó là NPC ha. Mấy NPC nó muốn vô nhà mình đó mà. Tạm thời mình chưa xây nhà, mình chưa có nhà ở nữa. Mấy NPC nó muốn vô nhà mình ở chung rồi. Đầu sau này chứ có nhà đâu ở. Cái thì để từ từ mấy tập sau mình sẽ xây nhà ha. Mình sẽ có chỗ ở, mình sẽ cho NPC nó vô ở nữa ha. Tạm thời đi đang vô gia cư bạn ơi. Nó hơi vậy nồi xíu đi lang thang không à. Zombie cho hành sóc mặt. Kệ đấy bạn ơi. Biết sao giờ số phận là như vậy các bạn ơi. Tội đào ngập hở muốn chết luôn mà. Có con dịch nữa kìa các bạn. Dịch tờ đúng mới ghê chứ. Bay ghê vậy. Ok đi lên anh ơi, hết đồ rồi. Anh lên, em lên mấy anh ơi. Hai em lên. Trời sắp tối tới nơi nữa rồi. Chuẩn bị zombie cho ăn hành nữa rồi các bạn ơi. Không ổn tí nào. Các bạn thấy có cái hạm bay di chuyển dễ hơn hẳn ha. Có thêm cái đồ leo nên di chuyển dễ hơn nữa. Được đai bơm các bạn. Đai bơm này chế độ chế khuốc là đánh nhau là bao phê luôn. Chết bạn lục nhục luôn rồi. Kệ đi các bạn, từ từ đi. Cái đó cũng khá là nhiều ha, khá là dễ kiếm luôn. Từ từ chế khuốc các bạn, chưa đánh nhau gì cả ha. Ok, chặt miếng gỗ Baramti này về các bạn. Gỗ này xây nhà là bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền luôn các bạn. Nó khá là ít ha.
cái này gỗ này thì các bạn chỉ cần đem hạt giống của cây tông kia bằng đem ra đây bằng tàu là nó sẽ ra hành cái cây này thôi, chứ không có gì hết cả. Đậu xanh chuẩn bị ra cho mình ăn hành rồi, bỏ luôn các bạn, không nên dây với nó nữa, mình chân lại nó đi thôi mấy anh ơi. Hai em trời ơi, rồi có miếng vàng dưới đây nữa rồi, đào luôn các bạn ơi, biết sao giờ. Tuy nhiên có năm cục lẻ lo chỗ này vậy, kệ đi, đi thôi anh ơi, chuẩn bị xuống tới bây giờ như lên chạy lẻ lên đậu xanh. Chị nghĩ đi trước khi mộ đi dần tệ tệ hơn, đem miếng xương rồng về, xương rồng này có thể làm nguyên bộ giá xương rồng ha, hoặc là có thể làm cái kiếm đi cướp xương rồng nữa các bạn. Cái kiếm xương rồng nó bự chà bá luôn đó các bạn. Đậu xanh xuống xuống đây coi có gì các bạn ơi. Trời ơi, tiếc không vậy, chuẩn bị qua chỗ tiếc các bạn. Đậu xanh sẽ làm tiếc luôn, không này còn sẽ làm băng các bạn ơi. Sẽ làm ai mà đậu xanh mày. Dạ dạ dạ, đau đau đau, từ 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 từ. Dạ dạ, xanh thì kiếm chém có 3-4 máu à, hấm hía gì đâu. Thôi đất ơi, có gì đó có gì không mấy anh ơi, sẽ làm có gì đó có gì không mà sẽ làm hỏi hầm các bạn. Như là dưới đó có đồ các bạn ơi, từ từ. Nhất con xà lam này xong rồi mình sẽ xuống mình coi coi có gì hot dưới đây. Ây da con xà lam luôn. Đầu của xanh mình xà lam. À đồ có tô bát dưới đây nè các bạn. Như có xe phê re, tô bát kia nữa, nhiều tô bát vậy. À đồ có silver, đống silver ở đó nữa. Trời ơi. Thôi nhìn một đống này mình thấy nó tốn thời gian vãi nồi luôn các bạn. Đào hết đống này mình nghĩ là khá là tốn thời gian con đó. Trời đất ơi thiệt chứ. Mình nghĩ là tập này nó khá là dài luôn các bạn ơi. Phải đào rất là nhiều luôn. Tô bát không hả các bạn, tô bát này giờ mình đào nghĩ là khá là nhiều luôn rồi đó. Tô bát này mình thấy rất là dễ kiếm luôn bạn ơi. Đậu xanh có tin, rồi có lít nữa, rồi có cái cục đỏ đó đấy, mình tạm thời mình chưa đào được, phải dùng cuốc vàng hoặc là cái cuốc platinum mới làm được các bạn ơi, mới đào được ha. Đậu xanh thì chứ, mà cái đó có 3 cục đào chi tốn thời gian các bạn. Muốn đó mình giết boss nó cho mình các bạn ơi, khỏi cần đào ha, đào tốn thời gian lắm, đào chi cho mệt. Ok, tiếp tục là đạo xe ferry lead, cái đạo silver tính đó nó trời ơi. Chắc mình nghĩ mình sẽ tua nhanh các bạn ơi. Tua nhanh ghép nhạc vô ha, chắc mình nghĩ mình đào hết trong này cũng hơi lâu đó các bạn, chứ không phải gian vừa đâu nha. Ok thì mình sẽ tự lại sau các bạn ơi. Các bạn mình tới đây rồi nữa nè. Ok thì đi lên thôi nào, hết đồ các bạn ơi. Đậu xanh lừa tình thì chứ, xuống có miếng tô bát rồi, miếng lít nè, miếng silver rồi, đào cũng tốn thời gian quá nồi. Ây da, ây da, đậu xanh mình sẽ làm. Dưới đây có gì không anh ơi? Anh sẽ làm, dưới đây có gì không anh sẽ làm? Hỏi hàm xíu, ây da, da, đau, đau, đau. Đồ băng nó còn trượt, ây da, da, da. Hồi gỡ xuống nước là hơi lạnh, là teo luôn các bạn. Teo tờ rim luôn các bạn ơi, ây da, xuống nước luôn rồi. Đồ có tim nó kìa. Ô, có thêm một cái gương nữa, gương gì? Gương băng các bạn. Để coi cái từ để cắm cái đuốc cho nó sáng mọi người, đập cái tim nó đã. Tim mình đặt lên hàng đầu bạn, để coi cái gương có gì. Đồ có cái bơm này gần tổng cái gương bằng, có cái bơm này gần bằng các bạn. Ok, tôi phải gọi là hợp lý vãi nồi. Ok, 14 đam luôn. Lấy ngay thì các bạn xài liền. Có một cái vũ khí tầm xa, đậu xanh đem cái gương về luôn, cái gương đẹp quá đi. Gương băng các bạn à, đi về thôi. Anh sẽ làm cho em về. Có gì hot ở đây nữa không? Leo lên mặt nước thôi. Sắp ngập hở tới nơi rồi, da đéo lên được rồi, gọi nhẹt dưới đây rồi, rồi có đéo gì cả, ngoài cái gì mà có cái tim với cái gương bằng thôi bạn ơi. Ok lên anh sẽ làm hai em, đậu xanh sắp lên tới, da nó còn gán nó lết qua nó mới ghê chứ, trời ơi kẹt dưới đây các bạn ơi, con sẽ làm nó chặn đầu tụi nó rồi, ô lên được các bạn ơi, trời ơi gớt nữa, bay xuống cái bụp cái nó bể băng hết tơ này, nè bể băng rồi nè, rồi da nó đẩy mình xuống nữa, đi xà lam này, đậu xanh mình xuống đây mày chơi ta nè.
đẩy xuống hoài, chơi đứng lên đó me me lên đó hoài. Ok lên được rồi bạn ơi, ngon mày đứng lên đây coi mày đi không chờ mày chờ test vũ khí mới luôn bạn, có vũ khí mới là phải test liền, phóng ngu như cứt à. Dạ ok dính rồi bạn, đi thôi nào, té khỏi chỗ này ngay bạn ơi, chứ không chỗ này được, chỗ này nó mấy con xe đạp nó nhanh quá à. Không có giỡn cái này được bạn ơi, lên thôi nào, đi thôi, tiếp tục đi phiêu lưu bạn ơi. Dục bớt đồ xàm xàm, đồ đồ muốn đầy gương rồi bạn ơi. Trời ơi, Orange Top nãy mình nè, thì tập tước mình xuống mệt hết mình chơm nè các bạn, họ bỏ đi. Con cái lấy làm gì? Ây da, đậu xanh xà lam, ây da. Trời ơi, nó chặn đường mình, léo cho mình đi luôn nội ơi. Cho mình đi mấy nơi. Trời ơi, xà lam nhá nữa. Được dây các bạn. Ây da, mày xà lam luôn. Đi lẹ các bạn ơi, đậu xanh mấy cái lọ này luôn. Được cái dây nữa kìa. Đi nào mấy anh ơi, mấy hiệu gỗ ở đây nó khá là đẹp luôn ngoài mà làm biết chặt quá kệ đi. Đó, lấy hết mấy loại luôn, có gì hết không, máu gì giày gì đuốc mà không có gì cả. Ok được cái lọ hồi máu luôn. Ok xuống cái đường nhỏ này coi có gì dây không các bạn ơi, đéo có gì luôn. Đậu xanh đường cục, mày dụ tao ở đây làm gì, cái thằng này đậu xanh mình sẽ làm luôn. Ok nó mới sẽ làm, nó dụ mình sẽ đây ở đây không có gì cả, chỉ là một cái hàng cục thôi các bạn ơi. Nữa sẽ làm nhiều quá vậy, nhiều sẽ làm ăn quá vậy, vì mình sinh sản gì dữ dội quá vậy, phải có kế hoạch sinh con rõ ràng chứ nội. Trời ơi sinh đẻ vậy là thứ gì chịu nổi. Ok đem cái ghiệu lên chặt miếng cây về chơi các bạn, đấy đem lên chặt mấy cái cây về xây nhà cho nó đẹp các bạn ơi. Mấy cây này mà xây nhà là bao đẹp luôn ạ. Nisa muốn lại tù xeo tổ đao nữa, nhỏ Nisa nó muốn định cư các bạn, NBC ha. Nisa đi các bạn ơi. Mấy con xà lam này nhây quá nha, từ ba con luôn nội ơi. Mày lại đây, mày vô đây tao giết một lượt nè. Không giết nó không được bạn, nếu ba vô nó ba vô mình hoài. Dạ sung thì chứ mày hả con, giỡn mặt muốn chặt mấy cái cây cũng không yên. Mấy con xà lam các bạn ơi, mấy con xà lam này xà lam băng nữa chứ, ác thì ghê, chặt lẹ giọt té các bạn ơi, chứ ở đây hoài nó hơi nguy hiểm. Ok chặt mấy cây lâu quá liền luôn các bạn, nhanh lên anh em ơi, đồ xanh rất là tốn thời gian rồi đấy. Bây giờ mình mới vô 17 phút mấy, tốn thời gian anh chưa làm được gì cả, chỉ đào được một miếng xíu thôi để được cái bơm mây găng băng. Nhanh lên đồ xanh cút ra tao đi mệt quá trời lan ra luôn các bạn mày. Trời ơi thì chứ cuối cùng cũng bớt rồi bạn, đi thôi nào, đi lẹ lại các bạn ơi, đào miếng cây nữa đi, chặt miếng cây nữa chứ phải đào bạn ơi. Ok Boko Wood các bạn ơi, ô đồ mình qua Crimson nó hay, cái khu Crimson nó khá là gớm, đỏ chét à, gớm thì ghê chứ. Corruption mình thấy nó đỡ hơn các bạn, Corruption thì nó tím ha, còn Crimson nó đỏ chét à. Ô có tim trên đây nè, ô đó có cái hàng nhỏ tới đó nữa kìa, nhỏ xinh tới đó các bạn ơi. Ok đây là đây lấy cái tim này ra mình xài cái đã các bạn, chứ đó còn cái tim cho đó nữa. Ok xài ngay vào luôn các bạn, đó là thấy tăng thêm hay 20 máu nữa ha, thêm được một cái tim nữa đó các bạn. Ok để cái cúp lên mình xuống đó mình đào thêm cái tim như này nữa, bỏ cát vô các bạn ơi, dục cát đi, cát đấy làm gì, từ từ lấy cũng được không hẳn các bạn ơi. Ok liền thêm một cái tim nữa ha, xài ngay vào luôn các bạn ơi. Ok đấy tăng thêm một tim nữa, thôi quá là phê luôn ơi. Tiếp tục xuống đây coi có gì hot không các bạn ơi, tới đây có gì không, như là không có gì bạn ơi, không nên tốn thời gian ha. Còn dưới đây có gì không anh Sam, trời đóng xì bờ đó đó kệ bạn, còn dưới đó nước mình không biết nó có dấu gì đó không, kệ đi, từ từ đi mua mà đào đóng xì bờ tính gì tính ha bạn. Thì cái mình đã nói rồi mà, cái game này là dành cho những thanh niên nhạc, những thanh niên mà nhạc thì chơi game này sẽ tăng độ nhạc hơn, người ta phải gọi là nhạc level max đó các bạn, level cao nhất có thể. Ok đào nữa, trời ơi dưới đó có gì không anh ơi, hay chớp dưới đó vậy, từ từ anh ơi, có lít từ đó đó kìa các bạn, vậy nọ vậy, nhiều khoáng sản quá vậy. Mình xuống đây mình coi thử có gì đây nha các bạn, mình tạm thời là mình thấy có nước dưới đây cái đóng rồi đó, không biết đang có nó có giấu mình cái gì không. Okay. Luôn có cái vàng dưới này nè các bạn, hello cái vàng, đủ nó giấu hiện nè các bạn, có cái gương à, gương này gương băng luôn các bạn, gương front yeah các bạn, đậu xanh thì chứ. Gương này gương xịn hơn cái gương ai, gương băng nãy bạn ơi. Được bớt đồ sạm sạm đây mình còn được cái gương này nữa cái đã. Dù cái quay sáng xuống cho nó sáng cho bạn dễ nhìn hơn ha. Đấy, con cá vàng đó nữa. Ok để coi cái gương có gì hot các bạn ơi. Ai đồ. Coi ơi, cái kiếm băng các bạn. Cái
kiếm băng kiếm cùi đó chứ, từ 8 đam rồi từ 15 cái nóc bách nữa. Thôi ôi, kiếm muốn hư luôn rồi các bạn. Ây da, không được rồi, nơi kệ đi, lấy sai đỡ các bạn. Chứ giờ kiếm mình nó còn cùi hơn nữa. Biết sao giờ, lấy luôn các bạn. Có bơm nè, máu nè, tùm lum hút luôn, hút đào nè, hút tùm lum, hút luôn, đọc không kịp nữa. Dục bớt đồ xàm xàm, lấy hết luôn các bạn ơi. Kệ mố đó mình hay lấy sao, tiếc thì bụng dục luôn đi, lấy làm gì. Lấy hết luôn các bạn, lấy luôn cái gương về luôn các bạn ơi. Chùm xịn gương, đầy gương nữa rồi. Dục suriken đi các bạn. Suriken lấy làm gì cho mệt. Còn gì nữa không? Đuốc nè. Đuốc thì cần xài mà. Ok, lượm xong gương mình đi lên các bạn. Đi lên ngay vào luôn thôi, đừng tốn thời gian nữa anh ơi. Tốn hai mấy phút của các bạn rồi đó. Ok, xài cái kiếm này luôn. Cái kiếm này cũng đỡ xíu ha. Đánh nó có ra cái băng nữa các bạn. Nó có nội tại các bạn ơi, như Liên Quân. What the fuck. Leo lên anh ơi, leo lên cũng khó nữa. Ok, lên được rồi. Ây da, gớ xuống nữa rồi. Đậu xanh, người ta phải gọi là ngu quả luôn các bạn. Lên anh ơi, đúng rồi, phải như vậy. Đúng rồi, nên vậy các bạn. Ok, mình lên đây mình coi có gì từ đây nữa không ha. Thì khá là băng giá các bạn, nhìn có cảm giác rất là lạnh. Cho em qua mấy anh ơi, da da. Trời đất ơi, thì chứ nó còn bị kẹt cái đầu cho nó chứ. Ok, qua được rồi, mệt ghê. Đây có gì không? Trời ơi, tốn thời gian qua đây, đéo có gì bên đây. Trời ơi. Trời có cái Crimson o với đó kìa, họ đéo đào. Ây da, có đào được đâu mà đéo đào. Ok, mình gì vậy trời, đậu xanh câu giờ các bạn ha, what the fuck. Đi lẹ anh ơi, câu giờ thì chứ. Ok, cuối cùng đã lên mặt đất rồi, thấy đậu xanh luôn. Trời ơi, Crimson các bạn ơi. Trời ơi, nó đỏ lờm, nhìn thấy gớm. Ok, Crimson thì các bạn, mình đã nói tập tới thì Crimson là cái con boss là boss não ha. Còn Corruption thì con boss nó là boss Jun các bạn ơi. Ok, nó còn khác rất là nhiều thứ khác nhau ha. Không quan tâm các bạn ơi, thế giới nào cũng như nhau mà. Ok, đào miếng liếc rồi đi luôn anh ơi. Mấy cục đỏ đỏ thì mình chưa đào được ha. Mấy cục đỏ đỏ này phải dùng cái cuốc ha. Cái cuốc Crimson tở lơi mà ơi. Cái cuốc mà mình giết con boss xong nó cho mấy cái quặng với mấy cái kia mình có thể làm được cái cúp đó ha. Đậu xanh giờ phải dùng bơm mà. Chỉ có bơm mới thể, trong thời điểm này chỉ có bơm mới thể phá được mấy chỗ này thôi bạn ơi. Còn mình kẹt ở đây luôn rồi. Tiêu rồi. Ây da, ây da. Đậu xanh. Còn mấy quả bơm cuối cùng bạn ơi, gắn đào được miếng đào luôn ha. Nhìn thấy mê quá bạn. Đó, cho mấy quả vô nữa, chết bà, mình sắp bị kẹt đây rồi. Bơm nổ đùng luôn thì phá mấy này cũng rất là dễ ha. Thì mình làm cái bơm dính các bạn ơi, cho nó an toàn chứ mình chọn ngu quá. Trời ơi, ba lô đầy luôn, mấy ác thiệt chứ. Làm biến làm quá. Thôi đi về luôn bạn ơi, kẹt đây đi về luôn, mệt quá. Nãy thằng này đi về rất là nhanh gọn lẹ luôn. Mệt quá, đừng qua đây nữa anh ơi, qua đây mệt quá. Ok, cắt bớt tiền vô nè các bạn. Tiền rất là quan trọng ha. Không có chừng phốt, gỗ, tùm lum, vàng, bạc, tin, chi vờ, lít, gớp, thuốc, thuốc, sao phê re, tô bát, máu, tùm lum, tao vậy. Thì cái gương mình quá chừng đồ luôn bạn ơi. Trời ơi, dục bớt đồ mấy anh ơi. Bắt đờ heo. Có cái gương vô luôn. Nó giỡn thôi, chúng đặt cái gương nha. Thôi để muốn đặt sao mà muốn mình xây nhà mình đặt vô cái nhà là bao đẹp. Ok, vậy được rồi các bạn ơi. Dục có cái kiếm vô luôn ha. Kiếm giờ mình xài kiếm này đỡ đi các bạn ơi. Kiếm này nó xịn hơn xíu. Chứ không có mạnh cho lắm. Cảm kiếm kia nó chỉ xui ghê. Từ 8 đam hay từ 15 cái nóc bách. Ok, làm miếng lít các bạn ơi. Ninja lít. Nó giỡn thôi ha. Kìa lít quá chừng lý luôn. Ai đụ gì ở vậy? Trời nhiều quá, đào quá chừng lý luôn mà ơi. 62 hỏi lý luôn. Mình thấy làm nguyên bộ giáp luôn đó các bạn. Đéo đùa đâu. Đấy là làm kiếm lít, được cút lít cái kiểu hả? Quay nồi thì chứ. Ok, lấy miếng silver ra coi thử có làm được gì từ silver mà. Lấy lít ra luôn ha. Chuẩn bị chế đồ các bạn, chế giáp thôi nào. Đậu xanh của này. Giáp cùa các bạn ơi, giáp này chưa mạnh lắm đâu ha. Ok, được nhiều lít. Ủa, vũ khí silver đây. Đồ được 26 silver bạn ơi. Ô, mình có thể làm vũ khí silver này. Làm cung tên cái kiểu. Ok, mình sẽ làm một cái nón silver. Cái đậu xanh là đủ cái nón vậy. Trời ơi, mình bị ngu rồi các bạn. Phải nãy mình làm cái áo rồi mình làm cái nón rồi. Ok, ô lộn. Nãy mình làm cái áo được hơn cái nón mà cái nón không nhiều quá. Ok, được cất đồ pha rong các bạn ơi. Mặc BD quá. Cất vô. Đó thì mặc chuẩn bị mặc giáp vô, mặc đồ pha rong nhìn BD các bạn. Ok. Mặc đồ thôi vô các bạn, mặc giáp vô thôi nào. Đây cái mũ silver. Chết bà mà cất vô lộn vô gương bạn ơi. Ok, cái mũ silver, cái áo lít với cái quần lít. Ok, nó cũng tăng được miếng giáp đó các bạn.
đỡ đỡ hơn rồi. Đấy thì mozzarella nó đánh không được nhiều máu mình đâu bạn ơi. Ok, cất siêu vòi với lít 3 vô vàng cái kiểu ha. Chuẩn bị cất mấy đồ xàm xàm vô, mình chuẩn bị mình đi tiếp tục các bạn ơi. Đấy thì cái gương mình nó quá chật độ luôn. Đồ xanh thì chứ dây nè, 300 mấy cọng dây rồi mình đéo xài nữa bạn ơi. Ok thì cái bản mobile này thì nó khá là khó xài dây các bạn ơi. Mình hãy chế tơ thế này các bạn. Ok, chế một đống tơ luôn đi, cái gì mình có thể bắn nữa các bạn ơi. Đó, chế được mấy tấm tơ luôn, what the fuck. Thì tơ thì chỉ cần một cục gỗ với một cục đá thôi, chế cái đống rồi. Còn cái này thì giờ mình làm thêm mấy cái đuốc nữa, mình có thể làm được tên lửa ha các bạn. Đấy, làm tên lửa nè. Bắn nó sẽ có hiệu ứng là cháy các bạn ơi. Cút máy từ từ ha. Không kìm có cái tên gì nữa kìa. Để biết là không quan tâm kệ đi các bạn. Đấy thì có tên 200 mấy tên luôn rồi. 280 tên là mà ngại gì mấy điện ngựa nè các bạn. Ok, tiếp tục đi, hồi nào thì mình đã lên đời được xíu rồi. Lên đời được một xíu thôi các bạn, chứ không có gì hết cả. Ok, trời cũng sắp tối nữa rồi. Đậu xanh của zombie luôn nha. Ok, di chuyển thôi các bạn. Ok, nhìn xuống đây. Ở dưới đây mình chưa đào hết đó các bạn ơi. Từ từ. Ok, xuống thôi các bạn ơi. Nhớ là dưới đây mình đào đang bỏ dở, mình chưa xong. Ủa, lộn rồi, lộn nơi ông nội ơi. Lộn các bạn, sorry các bạn, mình lộn. Này, mình tưởng đâu cái hang kia, ngờ nó không phải. Sorry các bạn rất là nhiều ha. Câu giờ nữa rồi. Tốn thời gian thì chứ. Lẹ lên anh ơi. Đậu xanh câu giờ quá rồi. Đi nào anh ơi. Thì nhạc rất là nhạc luôn ạ. Thêm muối thêm nữa các bạn ơi. Đây nè, chỗ này nè các bạn, chính xác là chỗ này luôn. Chỗ này mình đang đào dở chưa xong nè. Xuống đào tiếp các bạn ơi. Cái gương này chưa kịp lụm gì phải. Như là vậy. Ô lụm kịp các bạn, mình chưa kịp đào cái gương, đào cái gương về luôn. Đó, chưa kịp đào dưới đây nữa mình nó zombie để cho mình ăn hành sắp mặt luôn. Ok, giờ mình là cái con đoạn mà ta gọi là con đoạn đào bạn ơi. Thời ơi, giờ mình thấy tùm lum luôn, emerald vàng tùm lum còn dưới cái đống nữa. Nghĩa là mình nên tua nhanh các bạn ơi, mình nhớ là còn rất nhiều khoáng sản rồi, tòi lít mới nó đi tùm lum tao vậy. Mình nên tua nhanh cho nó nhanh các bạn, chứ giờ mình đào rồi mình nói cũng không biết mình nói nữa. Tao phát toàn emerald tùm lum, aya zombie xuống nó đi. Ừ, aya bắn chết nó luôn các bạn. Tết mũi tên mới nãy bắn nó cháy các bạn, thì cháy rất là nóng luôn, bao về luôn các bạn. Đậu xanh zombie luôn. Thì có kiếm này mình cũng đỡ ngém con này rồi. Mày đi ha con. Kiếm này khá là ít đam luôn mà kệ, nên cũng đỡ hơi kiếm kia cũng được rồi. Ok, tiếp tục đào thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tua nhanh các bạn ơi, chứ nó rất là tốn thời gian luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn sau ha.
Thôi, mình tới lại nè, các bạn ơi, tụi nghẹt thở không nổi, về, sắp chết, khi gương đâu, ô ly nước cũng đỏ, các bạn ơi, về, tụi ơi, xem chết, các bạn ơi, thì nghẹt thở đó luôn, đào xong nghẹt thở đấy, sắp ngập thở chết luôn bạn, về luôn bạn ơi, đủ rồi ha, nghĩ là đào nãy giờ, đào quá chừng đào luôn rồi, đào say mê luôn bạn, đó, cái đống siêu vợ luôn nè, nhiều siêu vợ đây, tụi 26 siêu vợ luôn bạn, vàng được nhiêu đây, 2 vàng, what the, ô mình có thể làm cái tượng bằng silver của bạn. Ok, mình coi mình có thể làm cái đủ đồ cho bạn. Lấy silver ra nữa. Đây lấy thêm đâu rồi? 23 silver nữa các bạn ơi. Đấy, mình nghĩ là mình có thể làm đủ một cái áo nữa rồi các bạn. Rồi cái áo silver đâu rồi? Áo silver sẽ đỡ hơn áo lít các bạn ơi. Đỡ hơn xíu. Đấy, làm được cái áo silver các bạn ơi. Mặc ngay vào luôn đó các bạn ơi. Ok, mặc vô luôn ha. Đấy này thì đây là chỉ là cái đồ cho đẹp thôi, thì mình đem lên tên trên đó nữa hả, thì tăng đép phê là 13 các bạn, đậu xanh nó hơn có một đép phê nè, cái tốn mãi liền mà hơn một đép phê nè, thì mình hơi ngu rồi, kệ đi. Thì cái nón silver này, với cái áo silver một cái quần lít nha các bạn, ok, nghĩ là giờ cũng khá ok rồi đấy, còn gì nữa không anh ơi, nắm nè, giục đi, đậu xanh nắm luôn, vàng nè, còn miếng vàng giục luôn đi, làm biếng lắm, vàng lẻ lẻ mà làm biếng lắm các bạn ơi. Rồi cất emerald vô ha các bạn, bóp lộ các bạn ơi, cất emerald vô nè, cất ambihit vô nè, cất sephira vô luôn nè. Ok, thì mình sẽ thử làm mình làm cái tượng, mình kiếm cái gì mình làm thử cái tượng các bạn, làm cái tượng phép cho các bạn xem luôn ha. Hay quá chừng đáo quý luôn ha, mình làm tượng phép cho các bạn xem thử ha. Tượng phép này tượng phép cùi các bạn chứ không xịn đâu, thì đồ phép mình nghĩ là rất là hấp dẫn mà. Ok, mình có thể làm cái tượng ruby kìa, đé các bạn. Ruby đó mình để mình mốt mình kết hợp với cái vàng làm cái triệu hồi con boss Slam King Slam bạn ơi, để dành ha. Để vàng có nè. Thôi bạn ơi, mình làm cái tượng bằng Topaz đi ha các bạn. Cất vàng với cất Ruby vô mốt cái gì triệu hồi boss bạn ơi. Con King Slam thì nó cần vàng, cần Ruby ha. Với nó cần gel các bạn, gel đó thì với mấy con Slam nó có ha. Ok, lấy Emerald các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ làm tượng Emerald đi, tại vì Emerald mình có cái đống luôn, 31 Emerald lận, đủ tự nhiên nó cho mình 36 vàng nữa, nó lộn, tự nhiên nó cho mình 6 vàng các bạn, dục đi, chưa hai cái dục bạn, được một hỏi vàng nữa ha, rất là cảm ơn Slam rồi đấy, nó ship đồ cho mình bạn ơi, ship 6 cục vàng, what the fuck. Ok, để coi còn làm gì không bạn ơi, đây tính làm cái tượng Emerald, mà biết tượng Emerald nó đây cần gì nữa các bạn, mình hay làm cái tượng Topaz nữa ha, rất là nhiều loại tượng luôn. Phải nồi thì chứ tùm lum nó vậy. Bây giờ mấy tượng cái tượng Emerald nó cần vậy bạn ơi. Thì mỗi cái tượng nó cần khác nhau ha. Ví dụ như tượng Ruby thì nó cần vàng ha. Tượng Topaz thì nó cần tin thì phải. Còn cái tượng gì nữa ta? Tượng Ambihit thì nó cần tùm lum vân vân, nhiều loại tượng lắm ha. Mình cũng đếm nhớ nữa. Đồ xanh kệ đi bạn. Ok, thì tượng Topaz thì nó phải biết phải tin nó mới nhớ chắc là tin luôn nữa các bạn ơi. Đây nè, tượng Topaz nè. 10 đó, mình nhìn vàng phải giống vàng quá ta. Đéo nha, đừng vàng nha ba. Như là tin đó bạn ơi, mình thấy nó để chữ tin rồi, biết phải tin không nữa. Hơi nghi. Phải tin không ta, đây mình cố gắng mình làm thử cái tượng mình chơi thử cho bạn xem. Như là tin đó các bạn ơi, thì mình chắc chắn là tin rồi bạn ơi. Ok, mình sẽ đi ở đầu miếng tin về mình thử ha. Làm cái tượng cho bạn xem luôn ha bạn ơi. Tốn hơi xíu thời gian xíu các bạn kệ đi. Đậu sao mình sẽ làm luôn. Thiệt, đậu bắn ngu quá liền luôn bạn, đéo dính luôn. Trời ơi Slam, đây coi, trời bắn tượng, kế bên bắn tượng, trời bắn tùm lum luôn rồi, ngu rồi, quá ngu rồi bạn ơi, ngu hết nói nổi luôn rồi. Từ từ đi các bạn, hơi bình tĩnh các bạn. Ok thì mình sẽ đi kiếm miếng tin, hành đi tin thì nó rất là nhiều luôn, chắc chắn sẽ rất là dễ kiếm mà. Đó thì mới đi xíu thấy tin trên mặt đất, mấy cục trên mặt đất luôn nè. Ok, đào miếng tin gì hả các bạn. Lát mình sẽ về làm cái tượng tối, sắp tới nơi các bạn, chiều rồi, lát tối mình test tượng cho bạn xem luôn. Tượng đó thì nó xài mana các bạn, mana mình có 2 cục mana xài được nhiêu đâu, kệ đi bạn. Này là như là này tin phải không bạn, tin thiệt các bạn. Ship đồ tin cho mình nè, đang cần tin luôn, đó tin 8 kìa. Cái này nó hiểu ý mình thiệt chứ, được, cái Slam này được, good, rất là tốt. Ok, tiếp tục đi kia các bạn. Hover nó muốn định cư các bạn, Hover mình cũng biết hình PC gì nữa, kệ đi các bạn ơi. Từ từ những tập sau mình sẽ xây nhà sao ha. Mình đã nói rồi mà, rất là nhiều tin luôn. Còn có một đống server đó nữa kìa. Đầu tiên cái đã các bạn ơi. Tin hiếc các bạn. Có độc lít nữa kìa. Chớp sáng nè bạn, mấy cái thì khoai sản này nó khá là ngon luôn. Nó sáng thì mình biết nó đâu luôn bạn. Khá là tốt. Rất là tốt luôn, nhưng phải khá là tốt nữa. Ok, mình nghĩ qua đây mình đào đống server bên đây luôn bạn ơi. Không nên bỏ lỡ đống này bạn.
Ok, đào siêu vời luôn. Thì cái khát nước mà kia nó chảy xuống, bạn nhìn rất là đẹp luôn ha. Chảy xuống cái hồ nó chảy xuống, tiếp tục chảy xuống chỗ kia nữa, các bạn nhìn đẹp vãi nồi. Ok, tiếp tục và đào hết đống server này, mình sẽ đi kiếm tin tiếp tục để mình làm cái tượng tin, tối mình sẽ chơi mấy zombie cho các bạn xem ha. Ok, như giờ mình nghĩ là mình có bộ giáp và có kia vũ khí như thế này, mình nghĩ có thể chơi mấy con zombie easy các bạn ơi. Ok, tin quá trời luôn nè. Ok, mình nghĩ đào xong mấy chỗ này, mình nghĩ là mình đủ, mình nên về nhà mình làm cái tượng tin. Mình to rồi bạn thấy tin nó cánh đóng luôn nội ơi, ở tên ở dưới này trời ơi, quá trường tiên các bạn, đó này ở dưới nó quá trường tiên luôn kìa. Em đào tiên đây là đủ rồi, chỉ cần 10 cục tiên thôi bạn ơi. 10 cục là một hổ là cần 4 cái quặng, vậy mình chỉ cần 40 cái thôi bạn ơi. Trời ơi, dư luôn ông nội ơi, 54 cái rồi, chỉ cần 40 cái thôi mà bạn ơi. Đi về thôi bạn. Ây da, da, em đi về mấy anh ơi, anh hai em. Ủa zombie bạn ơi, xanh đi về, đi về, đi về, không nói nhiều, mệt zombie thì chứ, đi về cho em đi về mấy anh ơi, mệt quá. Nghĩ là sau khi mình làm xong cái series Terraria này mình sẽ rất là nhạt luôn các bạn. Ok, uống thuốc về nè. Ok, lại làm 10 hỏi tiên các bạn. Rồi tiên rồi, đây này tiên nè các bạn. Nhìn nó khá là giống vàng vàng ha. Nhìn nó cũng vàng xíu xíu vàng các bạn. Đây thì các bạn thấy mình có thể làm cái tượng bằng tiên nè. Đấy, vàng các bạn. Ok, có cái tượng tiên luôn các bạn ơi. Sẽ test ngay cho bạn xem. Còn nóng luôn các bạn. Lấy ra và chơi liền các bạn ơi. Tiên thì mấy đồ này nó xài phép ha. Ok, mình nghĩ là mình đi lượm thêm mana để mình sẽ chơi. Đây. Đấy, từ từ để mình kiếm mấy con zombie mình test cho các bạn xem luôn. Zombie ơi, thường hành tao lắm mà, tao ơi. Ra lú mà ra chơi coi. Bây giờ cũng khá là video cũng khá là dài rồi đó, nhìn lên mấy zombie ơi, đừng câu giờ nữa. Mình câu giờ mấy con zombie cũng câu giờ thêm nữa các bạn ơi. Ờ, có tin cho nó nữa kìa. Tin tao gọi nhiều phải nồi nó hay. Nè các bạn thấy tao thể chơi tượng phép nghe nó màu vàng bạn, rất là sáng luôn. Đấy mấy zombie cũng khá là nhiều đam đó các bạn. Cái tượng này tượng tin nó cùa các bạn ơi. Tượng Tobas này thì mình nghĩ là nó cùa nhất ha. Nó chỉ có 10 đam thôi các bạn. Vậy là ok đó. Thì sau khi xài phép thì nó sẽ giết quái không thì nó sẽ cho bạn mấy cái mana đi hồi lại mana ha. Đậu xanh này chứ. Đấy. Ok, được cái len luôn nè các bạn ơi. Test cái tượng mà nó hết mana lại test được. Cầm kiếm lên phang luôn bạn ơi. Đã hù. Đấy nè. Thì nhìn rất là sáng luôn ha. Thể xuyên được mục tiêu luôn bạn ơi. Xuyên 2-3 con cũng được nữa. Đấy thì cái tượng nó như là chuyên gia phép ha. Mình thì mình không có lên hướng phép bạn ơi. Mình thì mình chơi sát thương trưởng, mình không có chơi phép ha. Thì mình chỉ làm cho các bạn xem thử cái tượng nó thế nào thôi ha. Ok thì nãy giờ thì video cũng khá là dài. Ok, mình chỉ nghĩ là những viết xong mấy quá này mình sẽ chào tạm biệt luôn ha. Hẹn lại mọi người những video tiếp theo luôn. Ok, mình chuẩn bị nó nhảy quá. Dạ hết rồi nè. Đấy, cầm cuồng nó bắn cho gọi, mệt quá. Tại ở đó đông nội ơi, zombie nhiều chi. Đồng xanh giết nó ra nữa. Ok, xong các bạn. Đỡ rồi. Cái thì video cũng khá dài, 41 phút mấy, gần 42 phút rồi bạn ơi. Cái thì mọi người đừng quên để lại một like, một share, một subscribe. Mình có lần lượt tiếp video tiếp theo hay nha. Nhớ subscribe để tặng đồ đẹp tao và đồ đẹp gái nha mọi người ơi. Ok, hẹn lại mọi người những video tiếp theo nha. Goodbye mọi người nha. Đủ xanh mấy zombie luôn. Để mình xíu để mình clear hết mấy con zombie, mấy con mắt này đã. Đủ xanh nó nhây quá, nó nhợn như mình quá. Đủ xanh ra hoài luôn, nhây. Tết tượng này các bạn. Thì mình hơi chờ rồi đó. Kệ đi, con sắp hết video rồi bạn ơi. Đủ xanh nó đông quá các bạn ơi. Trời con sắp sáng rồi. Ok, gán tới trời sáng rồi thì tạm dừng luôn cho nó vui các bạn. Ây da. Đủ xanh vui quá vậy. Trời ơi, đi farm tiền các bạn ơi. Quá chừng đồ luôn nè. Ok, trời sắp sáng tới nơi rồi. Ok thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Đừng quên lại một like, một share, một subscribe để mình có động lực làm tiếp như tiếp theo hay hơn nha. Goodbye mọi người. Ok, dục bắt đầu sàm tí ha. Đấy, ba cái len mọi người. Ok, còn lâu lắm mới làm được cái đồ tiêu hồi của mắt các bạn ơi. Ok thì kệ đi, trong gương mình lượm cái gương kia cũng có được con boss các bạn. Không cần phải làm nữa ha. Mà muốn làm cũng được bạn. Ok thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Goodbye mọi người nha. Goodbye, bye. Goodbye mọi người.